Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh, nơi chia sẻ, học hỏi, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trồng dừa bonsai cũng như chăm sóc dừa bonsai. Hôm nay thì Linh có 4 cây dừa ôm lên, cũng tới ngày cắt bao cho nó mọi người. Sẵn mình quay lại chia sẻ cho mọi người xem luôn nha. Mình có 3 cây sim đỏ nè. Và một cây dừa biển rất là xanh luôn, to mọng rất là to luôn nè. Đó. Còn này là ba cây sim đỏ mọi người. Đây nè, một cây nè, hai cây, ba cây. Ba cây này thì lá nó lên cao là tới thời điểm để cắt, để giữ cái dáng cho nó lùng mọi người. Cái này mình cắt để mình lấy được cái dáng lùng nè. Còn nếu mình để cao hơn nữa thì mình cắt ra lấy cái dáng cao hơn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt cái cây sim đỏ này trước nha. Bây giờ mình sẽ quay cận vô để mọi người biết cái cách cắt như thế nào nha. Rồi đối với cây này thì mình sẽ cắt cái mẹ đầu tiên. Cái mẹ này nó ra mọng, mình sẽ chẻ ra. Anh chị nào ở nhà ôm được cái cây lên được như thế này nè, mà chưa biết cắt gọt như thế nào thì mọi người cứ làm theo Linh nha. Hoặc là có thể anh chị đi ra vườn một góc nào đó lụm được một trái dừa lên mọng thế này thì mình cũng làm, mình lọt ra rồi đem vô chậu ôm thì mình cũng cắt cái kiểu này thôi mọi người. Cái bẹ này cũng cắt luôn mọi người. Cái bẹ này, cái bẹ đầu tiên của nó nè, nãy mình nhìn không thấy. Mọi người cứ cắt nhỏ ra. Thời gian thì nó sẽ khô, nó khô xong là mọi người cứ cắt ngang thôi. Cái này rất là dễ luôn mọi người. Mọi người cứ ở nhà cứ có cái cây như thế này cứ cắt thoải mái. Cắt bao nó luôn nha, thay áo cho nó luôn. Cái này gọi là cái áo mọi người. Mọi cắt cẩn thận nhẹ nhẹ thôi nha, để nó phạm vô trong rồi sau này nó sẽ có theo. Mình cắt tới đây thôi mọi người, tại vì mình muốn cái dừa từ đây nó sẽ bung ra đây. Nếu mình cắt thấp thì nó sẽ bung, do mình muốn cây dừa cao bao nhiêu thì mình cắt đến đó mọi người. Đây nè, nhẹ nhàng nha, cái đọt nó mới ra rất là non, nó rất là non luôn, nó dễ bị thẹo lắm mọi người. Rồi tới đây thôi, mình muốn từ đây nó sẽ bung ra đây. Nếu mọi người cắt thấp xuống nữa thì nếu thấp tới chỗ này thì nó sẽ bung từ chỗ này ra đây đó, mình tới đây bung ở đây ra đây thì mình muốn giữ cái dáng nó cao từ đây, nó cao đến đây nó mới bung. Còn mọi người muốn lùng hơn nữa thì cứ cắt thấp xuống thôi. Bên đây cũng vậy. Rồi tới đây thôi. Rồi mọi người cứ tước ra đợi đại đó, 2-3 ngày nữa nó bung lên nữa mình sẽ cắt tiếp nữa mọi người. Nó mình sẽ quay lại chia sẻ cho mọi người xem. Rồi một cây. Giờ tới cây thứ hai, mình cắt cái cây dừa biển mọi người. Rồi cây này là cây dừa biển nè. Thì đối với cây này thì cái lá nó lên này, mới một ít thôi nhưng mà cái mọng của nó rất là to. Mấy cây này là nó rất là cứng mọi người, nó mới như cây kia. Cái bẹ của nó rất là cứng luôn. Mình bắt đầu cắt nè. Chỗ này thì cắt thoải mái mọi người, không sợ phạm, tại vì cái này cũng không có lá, mình không có lấy đâu. Mình cũng bỏ luôn. Đó. Cứ cắt như thế thôi. Mọi người cứ gập ra thì thời gian nó sẽ khô lại, mình cứ cắt bỏ thôi, giữ lại cái bộ đế, cái gốc của nó mọi người. Đây cũng vậy, mình cắt nhỏ nhỏ ra đi mọi người, cứ cắt thoải mái nhỏ nhỏ ra.
Anh chị nào ở nhà mà có cái cây mình tự làm bonsai mình ôm ra được vậy, mình cứ cắt như vậy thôi. Là những cái cây mọng á, mình ra góc vườn á, mình lựng được một cái trái dừa nào có mọng á, mình lột ra mình ôm thì mình cũng cắt theo cái kiểu này. Rồi đối với cái bẹ này thì mình cũng cắt vậy luôn mọi người. Cái mọng này nó tới 1, 2, 3, 4, 4 cái bẹ luôn, 4 cái bẹ không có lá nè. Cái bẹ này lúc là cái mọng của nó bảo vệ cái mọng mọi người. Mấy cái cây dừa biển này á, cái bẹ của nó rất là cứng. Mình cắt rất là mình cắt mấy lần mình thấy nó rất là lâu khô luôn. Mà cái tới nó ra cái lá, cái bẹ nó cũng cứng mà cái lá nó cũng cứng luôn, nhưng mà rất là đẹp luôn. Nó lùng lực rất là đẹp. Mọi người mà có ôm mấy cái cây dừa mà cái mọng to như thế này nè, tương tự như này, mọi người cỡ này là mọi người cắt được rồi, thấy cái dáng lùng rất là đẹp luôn. Mọi người cứ cắt để đây, thời gian thì nó sẽ khô rồi nó sẽ bỏ cái bẹ này mọi người, mình cứ cắt bỏ thôi. Rồi cái bẹ trong này thì cũng cắt tương tự mà cái bẹ này cắt cẩn thận nha mọi người, để nó phạm vô trong rồi nó sẽ có thẹo á. Đó. Cứ bung ra. Đối với cái bẹ này thì mọi người cắt thì muốn cái dáng từ lúc nào mà nó bung ra thì mọi người cắt đến đó nha. Mình thì bung ra tới đây thôi. Để nó từ đây nè, nó mọc ra nó bung ra đây. Không, mình không để lùn quá. Lùn quá tới nữa mình cũng khó cắt lắm mọi người. Đối với cây lùn lực là mình cắt chăm sóc rất là khó. Tại vì nó nhỏ xíu nó trong á, thọt dao vô cắt rất là khó luôn. Bẹ trong đây thì mọi người cắt mấy cái như vậy thôi cho nó bung từ từ thôi, chứ đừng có nên cắt mỏng quá để nó giữ lại nè, nó giữ lại nó bảo vệ cái đọt non bên trong này mọi người. Mọi người phải cẩn thận nha. Bẹ cuối cùng là phải cắt cẩn thận. Rồi. Xong một cây mọi người, cây dừa biển. Mình sẽ quay cập nhật từng thời điểm cho mọi người xem luôn, mọi người theo dõi nha. Đến khi nó khô mình sẽ quay clip nữa, từ 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 đến khi mà thành phẩm luôn nha. Mình quay mấy cây này để chia sẻ mọi người xem đến thành phẩm luôn. Rồi tiếp tục mình tới cây sim nữa mọi người, cây sim đỏ nè, sim hồng, sim đỏ gì đó. Ở đây thì mình thường gọi là sim đỏ mọi người, chỗ khác cũng không gọi sim gì mình không biết. Mình vẫn cắt như vậy nha mọi người. Mình cứ dùng cái dao bén cắt cũng được, không cần phải mấy cây dao này đâu, hoặc là lưỡi lam. Mình thường dùng cái dao mổ này cho nên cắt bằng dao mổ mọi người. Dao mổ y tế mọi người cũng ra chỗ mấy tiệm thuốc tây á, mua là có mấy cái dao này, về cắt thuận tiện hơn, nó rất là bén luôn nè, dễ cắt lắm. Người cứ cắt cho nó bung ra. Mọi người lưu ý là cắt mình cắt xong là mình tránh mưa nha mọi người. Mình để cái chỗ nào mà tránh mưa. Mưa nhiều quá, nếu mưa nhiều quá mình để nó ấy là nó sẽ bị úng, tưới nước cũng hạn chế thôi. Đến khi thấy cái mấy cái dấu này nè, mấy cái dấu cắt mình lành lành lại, mình lúc đó thì mình thoải mái mà mình cứ để người mưa thoải mái. Người cứ cắt thoải mái ra, bung cho nó ra. Rồi cái này thì mình chẻ nhỏ nhỏ ra cho nó mau khô, nó mau bỏ bẹ thì mình cắt ra nữa mà để già nó to quá thì
khô. Bên đây cũng vậy. Người cứ tét tét ra thôi, mà tét cẩn thận vừa vừa thôi mọi người, mình tét quá là nó bị phạm vô tới trong cái chỗ giáp bè với cái củ hủ non trong là nó sau này nó sẽ bị thẹo nha. Rồi đối với cái này thì mình cắt cái bao ra luôn mọi người. Đây là cái áo đó mọi người, cái áo của cây dừa. Có chỗ áo thì anh em đã gọi mấy anh em làm dừa bonsai sai gọi là áo, mình quen gọi cái bao của nó rồi. Đối với cái này thì mình cắt ra một ít thôi mọi người, để nó bảo vệ cái đọt non bên trong, đừng nên cắt nhiều quá, nó sẽ không tốt cho cái đọt non bên trong đâu. Cắt xuống một ít thôi. Vậy ra bỏ đây. Rồi, bỏ đây là mọi người nhớ là không được cắt cái đây nè. Để mọi người thấy rõ hơn nè. Nè, mọi người nhớ là không được cắt cái này nha, để cho nó tự khô nha. Nếu mình cắt luôn bây giờ thì nó sẽ không bảo vệ được cái đọt non trong đây nè. Mình để cho nó bảo vệ cái đọt non. Lúc này thì chưa bẻ ra được đâu mọi người, bẻ ra nó gãy. Mình đợi nó cao một chút xíu nữa, mình sẽ cắt lại nó. Mình sẽ cập nhật những cái clip đến thời đoạn cắt, giai đoạn cắt rồi từ từ đến thành phẩm luôn. Mọi người cứ theo dõi nha. Mình thấy kinh nghiệm như thế nào thì mình chia sẻ cho mọi người vậy thôi. Còn mọi người cứ góp ý bên phần bình luận video nha, có khi có những cách hay hơn. Đó. Bây giờ cũng clip cũng khá dài mọi người, mình cắt 3 cây thôi, mình 4 cây, để 1 cây nữa chút xíu nữa mình cắt mọi người. Mọi người thấy chia sẻ của Linh hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Linh nha. Mọi người cứ để ý kiến của mình bên phần bình luận nha, có khi có những cái cách khác hay hơn thì Linh sẽ học hỏi và ngày làm những cái clip hay hơn để chia sẻ cho mọi người xem nha, giải trí thôi. Hoặc có những anh chị chưa biết làm thì cứ xem rồi làm theo, mình tự làm bonsai ở nhà chơi mọi người. Đó. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong những clip sau nha.